đây. Không, em cứ giải quyết đi chuyện của em nhờ anh giải quyết xong rồi nha. Ủa em đừng có ủa em, anh làm ơn đi, đừng có ủa. Anh thì không có thời gian để giải quyết tất cả những vấn đề mà em ủa nha. Rồi coi như xong nha. Được rồi. À, Sơn ơi. Dạ. Hôm bữa nghe mọi người nói mọi người muốn đi uống trà sữa phải không? Bây giờ nè, cầm tờ tiền nè, đi mua trà sữa bao cho mọi người nha. Tự nhiên chị mới lụm lên cho sắc hồ sơ. Cảm ơn, cảm ơn. Anh thì anh nói bây giờ em tự quyết định mà, thì em muốn làm gì em làm. Tiệc về trà sữa. Tôi đi toilet. Con người gì đâu mà kỳ cục. Ai người ta cũng chịu hết trơn rồi, còn có một mình ổng mà, làm cái gì ổng cũng không chịu, nặng nhẹ mình khó chịu, đúng là một con người không có trái tim. Anh chị đừng nói anh hai em vậy nha, anh hai em có trái tim đàng hoàng à. Thường á, anh giúp anh không có cần bất cứ cái gì hết á, nhưng mà đặc biệt trong công việc phải rõ ràng tiền bạc cho anh. À, tôi biết tiếp người này rồi. Cái này là cái kiểu mà khi mà mình kiếm tiền là mình phải rõ ràng đâu ra đó. Đúng vậy. Khi mình chi thì mình cứ thoải mái mình chi. Đó, tính anh hai em là vậy á, đừng vậy bậy thì tội anh hai em. Tôi đã biết một cách để có thể làm cho ông dễ chịu hơn, bớt quạo quọ với tôi và với mọi người. Đó chính là chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch thức tỉnh lương tâm. Đó. Thì bây giờ làm giống vậy nè. Trời này khó quá vậy sao anh. Mọi người xếp nhanh tay lên đi, mấy ngàn con lận đó. Mấy ngàn mà sáng giờ tôi chưa xếp được con nữa, mọi người xếp không? Ôi. Không biết xếp. Xếp góp được không? Có lòng chứ. Khéo léo lên nè. Xếp sao ta? Anh Vũ. Phụ anh. Phụ. Ê tí, à, quên ngang làm gì ta? Quên rồi. Bẻ cái này vô nè, bẻ cái này vô. Ừ, nhớ. Xếp đó, xếp đó. Tới đây à, tới đây à. Người ta ra con hẹt rồi, mình còn chưa ra cái gì cánh nữa. Ủa, anh Vũ, ơi, phụ đi. Anh phụ đi anh, nè, làm cho nhanh nhanh cho xong nè. Đừng có lạnh lùng với những cái công việc thiện nguyện như vậy. Tụi em xếp hạt giấy là để coi như là ủng hộ tinh thần cho bé kia mà bé đang bị ung thư đó anh. Ồ, chị biết thế là anh ổng vô cảm lắm, em ơi, nói gì đứng bên. Vô cảm, người vô cảm. Đâu biết gì đâu, coi làm này thiện nguyện giúp đỡ trẻ đúng em, rồi. Người ta đang bị bệnh giúp mà. Giúp đỡ gì mà thì còn thôi. Ồ, nghe nói là ổng qua khỏi luôn á. Đúng không? Mà cái đứa đang nói cái gì, ổng qua được rồi khỏi xếp được không? Thôi không được, mình phải cầu nguyện chứ. Mấy người mà người ta sắp chết đó là mình phải vậy. Mình dùng xếp. Ủa là sao, mấy đứa đang nói gì vậy? Tụi em đang xếp hạt nè, nãy giờ kêu anh quá trời anh không nghe. Không có, anh lo con xếp hạt có ra tiền không? Không. Anh ơi, sao lúc đó anh cũng tiền. Không, cái này mình ủng hộ tinh thần, anh hiểu không? Bây giờ nhà bé đó có điều kiện rồi. Bây giờ là bé thích hạt, bé muốn là có được 1.000 con hạt vậy đó. Cho nên là tụi em xếp hạt tặng cho bé. Mong bé vui, bé có niềm vui để bé mau vượt qua. Tụi em ơi, tụi em phải thực tế một chút. Mặc dù là nhà người ta giàu, hiểu không? Nhưng mà thì bây giờ mình lấy số tiền đó, mình đi mua bông, mua hoa, hay là mình mua trái cây, mình đến mình tặng bé. Ngồi tự nhiên bốn đứa ngồi trà rớt cái ghế ra ngoài luôn, rồi ngồi sắp 1.000 cái con hạt, không có lợi ích, không có thực tế, không có cái gì hết. Anh ơi, cái quan trọng là con bé nó ước mơ chứ. Đúng. Khi mà nó bệnh nặng hơn thì nó được có 1.000 con hạt này. Cái đó tuổi thơ một cái đứa trẻ, nó ngây thơ, nó ước vậy. Ước mơ thôi đúng không? Tinh thần đó đúng không? Rồi thôi, rồi gửi lời tinh thần của anh, chúc cho bé mau lành bệnh, anh đi giúp người khác nha. Ủa nhưng mà con hạt gì kỳ vậy anh? Anh nói gì tôi nghe, bây giờ anh phải lo làm rồi. Anh phải làm những cái chuyện thực tế. Coi như là anh đã có cái lòng rồi, thì tụi em cũng nên có cái lời gửi lại cho bé, thấy không? Mình tinh thần thì đó, thì tinh thần thì vậy thôi. Anh phải đi làm nữa, một giờ của anh tới 100.000 lận nha. Anh không có thời gian đâu. Là chắc chắn nha. Không làm đúng không? Không làm đâu, không biết có thực tế không. Quá mệt. Rồi, kế hoạch thất bại. Ai bày ra cái trò này thì bây giờ dẹp đi. Cuối cùng đâu có thức tỉnh được lương tri của anh đâu. Thôi, anh hai em vậy đó, ai mà thức tỉnh được không? Nhưng mà anh nói đúng nha. Làm một ngày 8 tiếng, một giờ 100.000 là 800.000 một ngày. Nếu vậy một tháng được tới 24 triệu lận. Đúng rồi, thì lương tụi mình 24 triệu một tháng mà. Thôi vậy đi làm việc đi chứ ngồi đây xếp mấy cái khùng điên làm gì. Thôi vậy nè, hai đứa phải xếp, tôi cũng đi làm để trừ lương. Nãy chị bày cái này ra hả? Ủa mọi người hưởng ứng lắm mà, mọi người sao vậy? Hưởng ứng thì hưởng ứng thôi, em phụ chị chứ em không có cái người mà không có đạo đức gì đâu. Em phải xếp phụ chị chứ, rồi, ngồi đây em xếp cho chị. Đúng rồi, hai đứa mình cùng xếp nè. Vui quá. Vui. À mà quên, chị quên mất.
Dạ. Đây chỉ là một câu chuyện tụi mình bịa ra thôi. Em xếp đi, bây giờ chị phải bận, chị đi giải quyết những cái dự án cộng đồng lớn hơn. Ủa vậy chị có đạo đức không? Chị có đạo đức nhưng mà đây là một câu chuyện bịa ra thôi, em hiểu không? Vậy đạo đức của mình nằm ở cái con hạt nè mấy anh chị ơi. Anh Vũ, Vũ coi giùm em cái dự án này nè. Rồi anh Vũ cố gắng giúp em nha. Không thực tế. Sao không thực tế? Nếu như em muốn anh làm thì anh vẫn làm cho em. Nhưng mà cái cuối cùng trong cái dự án thiện nguyện của em là một cái dự án không thực tế, không khả thi và bất chấp. Bất chấp tất cả. Em điên rồi. Em chịu anh hết nổi rồi đó. Và anh muốn làm sao? Anh muốn làm sao? Sao con người với anh khó chịu, anh nói đâm cái gì bên trong anh không có một cái sự yêu thương nồng đượm, không có lòng trắc ẩn gì hết hả? Bớt giận chứ đi. Mình nói cái người cộng là tôi nè. Trời ơi anh ơi, em bực mình anh lắm rồi đó. Không thể nào mà em chịu đựng được anh á. Anh nghĩ sao về cái gì cũng phải có tiền bạc anh ơi. Sao anh làm cái gì anh cũng phải coi là có lợi cho anh hay không anh mới nhận vậy? Rồi, anh có thấy bản thân của anh cứng nhắc không? Con người sống phải có trái tim chứ. Suy nghĩ đi anh, chắc ẩn lên. Tao phải có những tiền. Ừ. Chết mà này tiền theo được không? Thôi bây giờ nó thiệt á, tụi em không cần tiền thưởng gì hết á. Không, coi như là không cần cái sự đồng ý của anh, không cần sự hợp tác của anh luôn. Bây giờ cái dự án này nào là chúng ta cùng nhau làm, nhưng tụi em sẽ không lấy một đồng bạc nào trong đó hết. Dư bao nhiêu thì đó, bỏ đó đó rồi anh suy nghĩ sao, anh tính sao. Nhưng anh nhắc lại với tụi em một lần nữa, đối với dự án thiện nguyện này, anh vẫn lấy tiền. Trời ơi, anh hết thuốc chữa anh luôn rồi. Anh xin thỉnh bốn cái con người phi thực tế này qua bàn bên đây. Em nói sao? Em nói em làm cái gì? Em nói em làm cái gì cho anh nghe? Em sẽ đào giếng. Còn em sẽ phá đá mở đường. Đây, còn cô tiểu thư xinh đẹp của nhà tôi. Còn em thì mọi người làm gì em làm theo đó. Còn chàng trai xinh xắn nhỏ nhắn này. Em sẽ gánh từng vùi nước em bỏ mang lên cho buôn làng. Trời ơi, giờ người ta giật đường ống rồi ông. Bốn con người này thật là vĩ đại, thật là cao cả. Thì đó. Đó, hay quá. Phải sống như vậy. Cảm phục quá. Đúng rồi. Một tấn đá để mở đường, bốn con người này nhắm thử làm một tấn đá đó bao nhiêu lâu? Đá một tấn lận hả? Không, nhiều khi mở đường. Đập núi được bao lâu hả? Thì tụi em làm hẻm thôi chứ không làm đường lớn. Thì làm... mà ở đây là cộng đồng. Làm là làm phải mở rộng ra. Không có một đồng bạc nào thì làm sao được làm được cái đó. Lấy cái sức của mình ra không hả? Hả? Đây nè, kế hoạch của em. Em nhìn đi. Không có trình bày, không nói gì được với ai hết. Không xin được tài trợ. Lấy tiền đâu mà làm cộng đồng với người ta? Hả? Đừng nói anh không có cảm xúc. Đây, nhìn cái bản kế hoạch của em với bản kế hoạch của anh đi. Đây, coi đi. Cái câu chuyện cộng đồng này anh và chú Út Lọt đã tính hết rồi. Ta phải có đồng tiền. Có thể những người đó người ta không lấy 10.000, nhưng người ta ít nhất cũng phải lấy 5.000 để người ta có thể di chuyển, người ta vận chuyển từng cái này từng cái nọ lên tới miền cao. Tụi em cứ lấy cái sức người của tụi em không à. Không đúng như khả năng tụi em làm. Tụi em bài bừa ra đi rồi ai hốt? Anh đi hốt. Rồi lúc đó phải chi tiền ra nhiều hốt. Hả? Ai là người có lương tâm? Dạ bữa nào con về. Dạ con bé Xuân được về hết trơn, nguyên công ty về. Chú dạ. Con về chung luôn nha chú. Cô bé cái điện thoại này mà lỡ mình cầm nó hơi nó đưa qua đưa lại lỡ hình nó gớt xuống cái bọc cái cồi chết. Trời ơi, gớt cái là tôi nha. Đâu nhìn nhau này hiểu không? Mình dặn qua. Quay lại. Đó là cái đứa nha chú.